Xin chào các bạn, mình tên là Thành Huy. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn một số thông tin về bệnh tĩnh mạch ngoại vi, peripheral venous disease. Khác với cái bệnh động mạch ngoại vi thì mình sẽ nói về cái bệnh này theo song thủ hô bát. Đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn cái bệnh mà phổ biến nhất trong nhóm này, chính là bệnh trĩ. Bệnh trĩ là hiện tượng một cái búi tĩnh mạch nó bị phồng to ra, thậm chí là sao xuống hậu môn. Trong cái bệnh này thì một cái từ quan trọng nhất là cái từ đường lược, pectinate line. Đường lược là một cái đường răng cưa nằm nối giữa hai phần ba trên và một phần ba dưới của ống hậu môn. Cái búi trĩ mà nằm ở phía dưới cái đường này gọi là trĩ ngoại. Đối với trĩ ngoại thì người ta thường cắt bỏ hoặc là thắt cái dòng cao su vô nó. Nếu mà cái búi trĩ nằm ở trên cái đường này mình gọi là trĩ nội. Trĩ nội thì điều trị nội khoa hoặc là treo nó lên thôi chứ không có cắt nó đi. Cái bệnh thứ hai là bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới. Ở đây thì mình nhắc là giải phẫu một chút. Đó là tĩnh mạch chi dưới thì nó có van. Van để mà chống lại cái dòng máu chảy theo chiều trọng lực. Muốn mà chẩn đoán được cái bệnh này thì mình phải có siêu âm Doppler mạch máu. Và điều trị thì nếu mà còn nhẹ thì người ta sẽ mang cái vớ đặc biệt, hoặc là điều trị nội khoa, thậm chí là phải phẫu thuật. Giãn tĩnh mạch chi dưới thì người ta có một cái thang đo gọi là CEAP classification. Các bạn có thể đọc về cái thang đo này ở trên Wikipedia. Tiếp theo là bệnh giãn tĩnh mạch thực quản. Giãn tĩnh mạch thực quản thì thường gặp ở bệnh nhân bị xơ gan. Tại vì khi mà gan nó bị xơ thì cái dòng máu qua cái hệ cửa nó bị cản trở, nó phải tìm một cái đường khác để nó đi. Thường là một cái tĩnh mạch ở cái phần dưới của thực quản. Đối với giãn tĩnh mạch thực quản này, muốn chẩn đoán thì người ta có một cái bảng gọi là bảng Child Pew Score, như các bạn có thể thấy trên bảng này. Và còn một cái bệnh nữa gọi là bệnh viêm tắc tĩnh mạch sâu, thì mình sẽ không nói về cái bệnh này do người Việt Nam rất là ít cái bệnh này. Phần các bạn mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.